Ok, chào tất cả các anh em nha. Calibre Book Store sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em sử dụng tính năng copy chay trên bút chay để tự động chay nha tất cả các bạn. Không, các bạn không cần phải vào join mà nghe lệnh như trước kia đi các bạn. Rồi, đầu tiên để tham gia vào các bạn mở bút chay lên và đăng nhập vào tài khoản, rồi bạn bấm vào một wallet này nha các bạn. Đây thì chay một cái bút chay này là một cái dự án có nhiều rủi ro cho những trader mà, nên vậy có bảo hiểm 100% nha các bạn yên tâm mà chơi. Rồi các bạn bấm vào nút copy nè. Rồi đây thì copy chay là đây thì có những gói là mấy cái chữ S này sao nó treo quá. Đây thì có nhờ các bạn có những tài khoản này các bạn. Tài khoản này 100m đi ta. Phan. Mẹ sao không thấy đường ta. Phan đây mình phóng to cho các bạn coi nha các bạn. Đây là tài khoản 100 đô nè các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn nào mà muốn copy chay thì tài khoản min 100 đô thì các bạn nhớ phải có 101 đô nha các bạn. Để biết sao không? Tại vì khi các bạn vào nạp vào đây nè, các bạn bấm vào select nè. Thì các bạn sẽ mất phí sàn 2 đô. Rồi những lệnh chay ăn thua các bạn nó trừ phí sàn, nên mình khuyên các bạn là giữ trong ví trong tài khoản mình là 101 đô nha các bạn. Rồi các bạn phép đây, rồi các bạn bấm vào lấy mật khẩu, mật mã Google thì hai ba đây nè các bạn. Rồi các bạn mở luôn nha các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Vì đây mình đã copy chay rồi nên mình không copy chay, mình hướng dẫn các bạn bắt vào, các bạn bấm nút submit là nó ra chữ candy là các bạn đang copy chay đấy các bạn. Rồi sau khi đây thì có những cái min nè, 100 500, khoan để mình tiếp tục 100 500. $5,000, $2,000, $1,000 nha các bạn. Bạn thì bạn nào có tài khoản nhiêu thì tùy theo cái tài khoản của bạn mà bạn copy chay nha các bạn. Bạn nào mà có trên 10.000 đô thì chia ra cho hai cái tài khoản, một cái tài khoản là 5.000 nha các bạn. Rồi. Đây thì khi nào các bạn chay câu lại rồi các bạn bấm nút withdraw nữa. Đây thì mình rút nó 10 đô nha các bạn. Phí 10%, 10 đô các bạn có thể rút cả tài khoản, có thể rút lãi và rút tiền của mình ra hết luôn bất kỳ lúc nào các bạn. Copy chay này là nghĩa là khi thầy tài chay mình copy là những cái lệnh của mình copy là nó sẽ chay theo tài khoản của thầy tài nha các bạn. Bạn nào chưa chơi thì đăng ký một cái tài khoản chơi và iPad cho mình có để phần link với Zalo, các bạn kết bạn Zalo thì mình hướng dẫn cho các bạn đóng bảo hiểm nha các bạn. Cháy là đền 100% nha các bạn. Như vậy là mình các bạn còn lời là của khoảng 7% trong một ngày đó nha các bạn. Cái kèo là rất là ngon, rất là thơm luôn. 100 đô là các bạn lời từ 3 4 đô một ngày, không các bạn không có làm gì. Các bạn chỉ copy chay đó rồi là các bạn tắt điện thoại là bạn đi ngủ, đọc báo, xem phim gì tùy bạn nha các bạn. Rất là hot luôn. Rồi các bạn bấm vào nút ghép phơ nè. Bạn lát rồi ta. Đây này các bạn lấy lên ghép mình chia sẻ để các bạn xây dựng một cái hệ thống các bạn. Rồi các bạn thì tính năng đây thì mình có hướng dẫn cho các bạn hết rồi. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy chào tạm biệt. Link đăng ký và link nhóm group mình có đẩy mình link mô tả các bạn vào mà tham khảo các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.